đã đến lúc ta phải đi rồi. Hàn tướng quân chắc chắn phải luyện binh rất vất vả. Bây giờ không có chiến sự, huynh phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng dốc sức quá. Chỗ ta vẫn còn kim sang dược, nếu huynh dùng hết rồi ta sẽ gửi qua cho huynh. Xin lỗi, ta lo chuyện Ba Đồng rồi. Huynh dẫn binh nhiều năm như vậy, chắc chắn là chuyện gì cũng biết. Cô không nói lắp nữa rồi. Lần đầu tiên thấy cô không nói lắp, khi nói một hơi dài như vậy đấy. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Phủ tướng quân. Hàn tướng quân, tham kiến Hàn tướng quân. Hàn tướng quân, rốt cuộc chúng ta đang chờ gì vậy? Muội còn nhớ bức thư ta bảo Sơn Quân Giả viết không? Huynh nói đến bức thư viết cho người giấu mặt đứng phía sau ư? Trước khi rời khỏi Thanh Châu, ta đã dùng bổ câu đưa thư của hắn gửi đi rồi. Tiếp theo sẽ là lúc kiểm tra thành quả. Tiểu nhân không hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi được, xin ngài tha tội. Sao ngươi lại trốn ra khỏi nhà lao được? Giả bệnh. Bọn họ phái thuộc hạ và một đại phu đến khám. Tiểu nhân đã giết bọn chúng rồi trốn ra ngoài. Nhưng bây giờ tiểu nhân đã đến bước đường cùng rồi, xin ngài thu nhận. Thu nhận ngươi sao? Cũng được. Gì thế? Giả thần giả quỷ. Có để người khác ngủ không đây? Thank you.
Sao rồi? Quả thật không phải tên giả kia mà là cái bẫy. Đối phương có hai người. Có nhìn rõ mặt hai người đó không? Trời tối quá, nhưng một người dùng roi, còn một người dùng nỏ. Lạc Thu Trì, Văn Nhân Tuyến. Cha, A Tuyến, sao về đột ngột vậy? Con về lấy ít đồ rồi chuẩn bị về lại học viện. Ăn sáng rồi hẵng đi. Vâng. Múc bát cháo lên đây. Vâng, thưa Văn Nhân Công. Đúng rồi cha. Nghe nói hôm qua cha tức giận ghê lắm. Vì chuyện gì vậy cha? Thì vẫn là tên Lộc Hành Vân kia thôi. Con nói xem, hắn đi thì đi đi, đúng không? Nhưng hắn đi rồi, còn xách một bình nữ nhi hồng ngon nhất của ta theo. Có phải là vô phép tắc quá không? Con thì thấy, sau khi sư phụ đi rồi, cha thì lại luyến tiếc thì có. Nói vớ vẩn gì đấy. Cha, chuyện văn thư cha điều tra đến đâu rồi? Mấy ngày nay ta đã tra xét văn thư trong kho của hộ bộ rồi. Tất cả sổ sách giả mạo danh nghĩa của ta, không phải lấy thì cũng là lén đổi tiền bạc. Ta tính qua, cộng trước cộng sau cũng phải vượt quá mấy trăm ngàn văn tiền. Mấy trăm ngàn? Vậy nếu không thể tra ra được, không phải đều sẽ chụp lên đầu cha sao? Cho nên ta sẽ nhanh chóng tìm được người đó. Lẽ ra tối qua không được để người kia chạy mất. Nếu không bây giờ có thể đã biết được ai giả mạo cha rồi. Tối qua có chuyện gì? Tối qua Lạc Thu Trì đã giả trang thành Trương Hợp Lượng, nói mình vượt ngục thành công để kéo thuộc hạ của người kia đến. Bốn bọn con tưởng đã bắt được hắn rồi, kết quả không cẩn thận lại để người đó chạy mất. Chuyện nguy hiểm như thế mà cậu ta dám dẫn con theo sao? Đúng là làm loạn mà. Cha, cha đừng giận. Hơn nữa cha nhìn con xem, con vẫn khỏe mạnh lành lặn, không có chuyện gì cả mà. Con mà có chuyện gì cha còn tha cho cậu ta được ư? Cha, cha, cha không thích Lạc Thu Trì đúng không? Đâu có. Vậy nghĩa là cha thích rồi à? Không luôn. Cha, đừng nói là cha vẫn đang ghi thù chuyện huynh ấy hiểu lầm cha đấy nhá. Cha con mà là người như thế à? Cứu ta với. Cho ta ít thức ăn. Bà chủ, cho hai chiếc bánh. Được. Thu Trì, vì sao vừa nãy huynh không để muội giúp nó? Nó đáng thương vậy mà. Bánh của ngài đấy ạ. Cảm ơn. Muội giúp nó một bữa, vậy còn bữa sau thì sao? Muội giúp một mình nó, vậy còn những dân tị nạn khác thì sao? Muội có nghĩ tới không? Nhưng huynh vừa mới nói mua cho nó bánh còn gì. Thế thì có gì khác chứ? Khác chứ. Ta cho nó bánh là cứu mạng nó. Muội cho nó một núi tiền, có thể sẽ hại mạng nó thế. Vì sao? Ta cho nó một cái bánh, ăn xong là hết. Nhưng nếu muội cho nó tiền, một túi tiền to như thế, nó sẽ bị những người có ý đồ xấu truy đuổi. Tử tế thì có thể lừa đảo nó, còn ác hơn thì có thể sẽ đánh rất tàn bạo, thậm chí có khi đánh chết luôn. Kiểu người không thân thích, không nơi nương tựa như nó, cho dù có chết giữa đường thì cũng không ai thèm nhìn. Thu Trì,
Có phải Jing lại nhớ tới lúc Huynh còn nhỏ không? Đứa trẻ này thông minh lắm. Vừa rồi rõ ràng là ta cứu nó, nhưng nó lại chỉ khóc cầu xin Bụi, bởi vì nó nhìn ra Bụi dễ thuyết phục hơn ta. Những đứa trẻ khôn lỏi như nó, ta còn sợ là nó không sống nổi kìa. Nói đi nói lại thì không phải Huynh vì nó cầu xin Bụi mà không cầu xin Huynh sao? Đúng là thiển cận. Ăn xong rồi đi thôi. Được rồi. Bụi đi trả tiền. Thu Trì, không thấy túi tiền đâu hết. Vừa rồi còn ở đây mà. Chết rồi, có thể là đứa bé đó. Thu Trì, Huynh đừng hung dữ như vậy. Huynh dạ con nhà người ta sợ thì biết phải làm sao đây. Được rồi, đi đi. Chạy nhanh thế. Đổ nhóc xuống. Thôi, bỏ đi, Thu Trì, đừng đuổi nữa. Lâu thế rồi, chắc chạy mất dạng rồi. Nó bé thế lại còn đáng thương, túi tiền đó coi như cho nó đi. Bởi vì nó quá bé, lại đáng thương, nên ta mới không mong nó thành ra như vậy. Thôi vậy. Tha cho nó. Bà chủ, tính tiền đi. Đây, quan khách 4 văn tiền. Cảm ơn. Đi thôi. Đợi đã. Đi nào. Nhi tử, được lắm. Làm phụ thân nở mày nở mặt. Cảm ơn phụ thân. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu muội. Phụ thân, ca ca. Thanh Hòa, diện kiến chủ quản mới của thượng bộ. Ca ca đã được thăng chức rồi sao? Đương nhiên rồi. Phụ thân, chắc lần này cha tốn không ít tiền gì. Tiểu muội, lại đây. Ca ca nói cho biết là mất bao nhiêu tiền. Lại đây, lại đây. Ai bảo nghe đầu muội nói bừa. Ca ca, phụ thân, ca ca bắt nạt con. Thanh Thảo, ban đầu nhà chúng ta cũng có bỏ ít tiền, nhưng vẫn không chống được cho Thanh Thảo. Là nó đã chăm chỉ khắc khổ, làm hết bổn phận, tích cực vươn lên, phải không? Từ tháng 7 năm ngoái, con bắt đầu vào hộ bộ, đến giờ được bao lâu rồi nhỉ? Phụ thân, tháng 7 đến tháng 8 là 1 tháng, tháng 8 đến tháng 9 là 2 tháng. Được rồi, nhi tử, đừng tính nữa. Nói tóm lại là chuyện tốt. Cảm ơn phụ thân. Phụ thân, lần này được thăng chức là Yến Công đã chủ động đề bạt. Thanh Thảo cũng không tồi rồi. Thanh Thủy thì là lang trung lễ bộ. Nghe nói Thanh Thạch cũng sắp được thăng chức. Ta vẫn muốn xem tộc chúng ta có tiểu bối nào hiểu chuyện không. Phụ thân, hộ bộ, lễ bộ, lại bộ đều có người triệu gia ta mà vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ. Từ khi phát tài tới đô thành, những quan trong triều gặp ta ngoài mặt đều cười nói hỉ hả, nhưng trong lòng lại rất coi thường. Ngay cả việc Thanh Hòa đến học viện học cũng bị người đời đàm tiếu. Vì sao? Không phải vì phụ thân ta đây là lái luôn sao? Giờ thì ổn rồi. Mấy đứa các con giờ rất nên việc. Vậy mới thấy, muốn đứng vững trong triều thì nhà phải đông người mới được. Vâng, phụ thân. Thanh Hòa, hôn sự của con. Phụ thân, hôn sự của muội ca ca. Con phải đi học đây. Hai người nói đi, con đi trước nhé. Thanh Hòa, đừng có chạy. Con chưa tìm được lang phu như ý mà. Cái con bé này. Phụ thân, gần đây hộ bộ rất bận, Hải Nhi cũng xin cáo từ. Con ngoan, bảo sao Yến Công lại để bạt con như vậy. Con đi đi. Vâng, phụ thân. Hộ bộ. Sắp xếp xong thì đưa cho ta. Vâng, tỷ phu. Tỷ phu, không phải hôm nay Huynh phải vào cung sao? Tiền cứu trợ thiên tai ở Tương Châu bao giờ mới phát ra? Triệu Thanh Thảo. Vâng.
Ban nhân công, tiền cứu trợ Tương Châu bao giờ mới phát ra? Ngay khi Yến công thông báo, hạ quan đã gửi đi rồi. Hẳn là trước 10 ngày, tỷ phu, trước 10 ngày sẽ nhận được ạ. Trước 10 ngày sao? Vậy thì lạ quá. Tiền cứu trợ này trước giờ đều thúc ngựa gửi nhanh, chắc phải tới lâu rồi mới đúng chứ. Chuyện gì thế? Văn nhân công, có phải ý ngài là những người dân tị nạn vào kinh hôm nay, có phải là vì bọn họ đã rời khỏi Tương Châu từ lâu nên không nhận được tiền cứu trợ không? Không phải việc của ngươi, đi làm việc đi. Vâng. Những ngày này hãy chú ý đến tin tức trong triều dìa vào. Ta tin là sẽ sớm có lệnh di chuyển khoản tiền cứu trợ để cứu những người gặp nạn đó. Vâng. Ngươi đưa vài người ra cổng thành tìm kiếm những nạn nhân đó, báo cáo tình hình thực tế cho ta. Hả? Sao? À. Vâng. Phải tự mình đi đấy. Vâng. Từ từ thôi. Hồi quá, hồi quá. Hồi quá. Chúng ta quay về đi. Cầu xin hãy thương xót cho chúng tôi ít đồ ăn. Cho chúng tôi ít đồ ăn. Hai vị công tử. Cảm ơn công tử. Cảm ơn công tử. Cảm ơn. Cảm ơn. Phải nói là đa tạ Yến công. Đa tạ Yến công. Đa tạ Yến công. Là ta. Đa tạ Yến công. Đa tạ. Đa tạ. Đi chưa? Đi chưa? Đi thôi. Mũ ta đã thẳng chưa? Xem đi. Thẳng rồi. Đúng là một lũ quỷ đói. Biết gì thế? Yến công, tình hình của dân tị nạn nghiêm trọng hơn ta tưởng nhiều. Ta phải báo cáo cho văn nhân công chân thật nhất có thể. Quả thật rất nghiêm trọng. Người cứ viết thế này, nói là dân tị nạn đông quá, khi có bạo động sẽ có bao nhiêu bách tính đô thành bị liên lụy. Nhưng ta vẫn chưa thấy dân tị nạn bạo động. Sao lại không có? Ta sắp bị xé rách rồi đấy. Ngươi không thấy sao? Bảo ngươi viết thì cứ viết đi. Sao nhiều lời thế? Yến công, thế này là bịa chuyện sẽ mất đầu đấy. Ngươi có muốn giúp họ không? Muốn. Nếu ngươi không biết vậy thì sao triều đình có thể đưa tiền chứ? Triều đình không đưa tiền thì giúp thế nào? Hóa ra là vậy. Thông minh lên. Vâng. Đi thôi. Đợi gì nữa? Đi. Để chúng ta vào. Lui lại. Lui ra ngoài đi. Để chúng ta vào. Lui ra hết đi. Lui ra. Lui ra ngoài hết đi. Ngươi muốn làm gì? Bao vây cho ta. Bao vây đi nhanh lên. Dừng tay. Hàn tướng quân, mọi người tới rồi. Đang làm gì thế? Đám ăn mày này đã đuổi tới ngoài thành rồi. Ăn mày gì chứ? Họ là dân tị nạn. Nghe thấy chưa? Là dân tị nạn. Ai bảo các ngươi làm như vậy hả? Nhưng đây là mệnh lệnh trong cung truyền ra. Bây giờ ta tiến cung một chuyến, các ngươi chặn ở đây cho ta. Tướng quân, chặn ai thế? Bất cứ ai. Chỉ cần có người ra tay thì bắt lại cho ta. Có vấn đề gì
Hàn Như Tuyết ta sẽ chịu trách nhiệm. Vâng, Hàn tướng quân đây. Lên. Đợi sau này lại thương lượng đi. Đúng thế, chuyện này đợi thương lượng rồi cân nhắc. Khang thân vương. Hàn tướng quân, sao không thủ ở ngoài thành mà lại vào đây thế? Dân tị nạn cũng là con dân của triều đình ta. Bây giờ bọn họ gặp khó khăn, chúng ta thân là quan triều đình, theo lý nên thu xếp cho ổn thỏa mới đúng. Hàn Như Tuyết, ngươi thân là tướng quân, chỉ cần lo đem binh đi đánh giặc, hoàn thành nhiệm vụ của triều đình sao là được. Còn về nhiệm vụ thế nào, đó là chuyện của chúng ta, không phải chuyện ngươi nên lo. Vì thế nhiệm vụ của các người chính là gác lại sống chết của người dân triều đình này, không màng tới sao? Lạc Thu Trì, ngươi là một thư sinh nhỏ nhoi, chẳng qua được ban một miếng ngọc bài của bệ hạ thôi mà lại dám nói năng láo xược với bản vương sao? Khang thân vương thật sự cảm thấy ta nói năng láo xược hay là bị ta nói trúng rồi mà thẹn quá hóa giận chứ? Binh của ta có thể dẹp ngoài yên trong, nhưng tuyệt đối sẽ không đối phó với con dân triều ta. Vì thế khẩn cầu Khang thân vương thu hồi mệnh lệnh. Có phải các ngươi cảm thấy trong lòng có nghĩa lớn so với tất cả các quan triều ta thì đều cao thượng hơn không? Vậy ta hỏi các ngươi đã nghĩ tới bách tính của đô thành chưa? Một khi số dân tị nạn đó đều để cho vào hết, vậy thì bách tính đô thành sẽ ăn gì, uống gì? Nếu như những người dân tị nạn đó một khi nổi lòng tham trộm cắp gây chuyện làm loạn cuộc sống của nhân dân ở đô thành, làm hại tính mạng của nhân dân đô thành thì ai chịu trách nhiệm? Lạc Thu Chỉ ngươi hay là Hàn Như Tuyết ngươi? Xin cứu giúp dân không thể chỉ dựa vào cái gọi là lương thiện chính nghĩa. Tâm trí bị nhồi nhét bằng toàn sự căm hận xông xáo liều lĩnh, đó không phải là quan mà là mấy thằng nhãi danh. Chúng ta đi, đợi đã. Ngài luôn miệng nói là vì nhân dân đô thành, nhưng ngài có từng hỏi nhân dân đô thành có đồng ý tiếp tế cho dân nạn hay không chưa? Làm quan thì có thể không lương thiện chính trực, nhưng làm người thì có thể. Ta cảnh cáo các ngươi, hễ ta ở đô thành mà nhìn thấy bất cứ một người dân tị nạn nào thì ta sẽ hỏi tội hai ngươi. Khang thân vương, ngài và ta chưa từng gặp mặt, sao vừa nhìn ngài lại có thể đã nhận ra ta chứ? Chúng ta đi. Thu Trì, lần này phải làm sao đây? Muốn Khang thân vương thu hồi mệnh lệnh không hề dễ một chút nào. Quay về nghĩ kế lâu dài đã. Ta lại có một cách này. Bắt trói Khang thân vương, buộc ông ta thu hồi mệnh lệnh. Đi đi, nghĩ kế lâu dài. Đợi đã. Thanh Hòa, chúng ta cũng... Bên này. Nào, bên này. Để đây được rồi, chỗ này, được rồi. Lát nữa tỷ tỷ sẽ tìm đồ ăn cho đệ. Nào, Thanh Hòa, cảm ơn. Thanh Hòa, qua đây giúp đi. Nào, bên này. Đây đều là cô sắp xếp à? Thời gian gấp gáp nên vẫn còn hơi sơ sài. Ta biết lúc đi học cô từng nói giúp đỡ người khác tuyệt đối không phải là việc mà tình có thể giải quyết được. Nhưng mấy người có thể cùng với Khang thân vương đấu tranh theo lý lẽ, có thể bảo vệ bọn họ. Còn ta trừ tiền ra, thật là cũng không biết có thể giúp đỡ gì nữa. Bên kia cao lên một chút nữa. Được rồi, như vậy, được rồi. Thu Chỉ, chúng ta đừng đứng nữa, chúng ta sang bên kia giúp đi. Đi, đi, đi. Cẩn thận đấy. Có phải cô cảm thấy với năng lực của ta sẽ không thể nào giải quyết được chuyện này không? Không, không phải. Không phải. Đúng. Nhưng ta tuyệt đối không có ý xem thường huynh. Hàn gia ta làm tướng nhiều đời, ta chưa từng nghi ngờ mệnh lệnh của triều đình. Nhưng hôm nay ta có chút không chắc chắn lắm. Người đâu? Dẹp chỗ này đi. Ta xem ai dám. Dừng tay lại hết cho ta. Hàn Như Tuyết, Lạc Thu Trì, gan các ngươi lớn thật đấy.
lại dám làm trái mệnh lệnh của bản vương. Chúng ta không hề chống lại mệnh lệnh của ngài. Ngài xem những người dân tị nạn này đều ở đây, còn không đúng như ý của ngài hay sao? Hằng Như Tuyết, ngươi thân là mệnh quan triều đình mà cũng lại làm loạn theo chúng sao? Khang Thân Vương hiểu lầm rồi. Mặt tướng tuân thủ mệnh lệnh canh giữ cổng thành, không cho bất cứ một người dân tị nạn nào tiến vào, cũng không cho bất cứ ai ra khỏi thành, đuổi họ đi. Hằng Như Tuyết, bản vương lệnh cho ngươi phải đuổi bọn chúng đi, càng xa càng tốt. Đuổi chúng ta đi hết ư? Cũng quá ác độc rồi, sao lòng dạ lại xấu xa thế chứ? Hằng Thân Vương, đây đều là dân tị nạn. Nghe lời ngài ấy đi. Mọi người đều biết Hằng Thân Vương đã hạ lệnh bắt dân tị nạn ở ngoài thành. Bây giờ dân tị nạn đều ngoan ngoãn ở đây rồi, thì Khang Thân Vương lại nói muốn đuổi họ đi. Đây là để người thiên hạ đều biết Khang Thân Vương lật lọng, nói lời không giữ lời. Vậy chẳng phải uy danh mất hết rồi sao? Đúng thế, đây là quan kiểu gì thế? Xấu xa quá, đây mà cũng xem là quan à? Nói lại nuốt lời, sao lại như thế chứ? Ngươi tưởng ta sợ các ngươi sao? Bớt nói những lời thừa thãi đó đi. Vẫn là câu đó, nếu như ở trong thành mà ta gặp được một người dân tị nạn nào làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân trong thành, thì ta sẽ bắt hết các ngươi đi hỏi tội. Được rồi, làm việc tiếp đi. Thanh Hòa, đi thôi. Mọi người chúng ta cùng nhau đi giúp họ căng lều bạt đi. Đi. Đây, múc cho ta một bát nào. Được, cầm lấy đi. Được, cảm ơn. Cô, để ta giúp cô. Mẹ uống đi. Mẹ không đói, con mau uống đi. Tranh thủ còn nóng uống đi. Được rồi, cảm ơn cô nương. Tại sao mấy người không ở lại Tương Châu? Tương Châu có không ít tiền cứu trợ mà. Nào, ta giúp đệ. Làm gì có tiền cứu trợ nào chứ? Phát tới tay mỗi hộ chẳng qua chỉ là cái màn thầu to bằng nắm tay thôi. Chỗ người chúng ta làm sao đủ ăn chứ? Nhưng rõ ràng ta nghe cha nói có không ít tiền cứu trợ mà. Không sao đâu. Nếu các cô đã tới rồi thì yên tâm ở lại đây. Người dân ở Đô Thành đều là người tốt lương thiện. Yên tâm đi. Tiểu tử thối, ăn cắp vặt. Còn muốn chạy đi đâu hả? Thu Trì, cô ơi, xin lỗi, ta đi trước đây. Còn muốn chạy sao? Là đệ à? Ca ca, đệ đói quá. Không sao, ăn cơm trước đi. Nào, các đệ vào trong ăn đi. Đệ cũng muốn ăn, mau lên mau lên. Cảm ơn ca ca. Cho ta một cái, ta đói. Nào, lại giúp đỡ chút đi. Được. Ngon quá. Tiền đều ở đây. Xin hai người đừng có bắt đệ lại. Đệ đi rồi, các đệ ấy sẽ đói chết mất. Ngon quá, ngồi đây nghỉ một lát đi. Giấu kỹ đi, đừng để người khác nhìn thấy. Nhớ kỹ, không phải ta cho đệ đâu. Cảm ơn ca ca.
từ nay về sau, sau này không được. Tiểu đệ, đệ sao vậy? Mệt rồi, nghỉ ngơi một lát thôi. Thu Trì, có phải huynh mệt rồi không? Hay là để muội làm một mình đi? Dù sao muội cũng có thể chuyển được mà. Ta mệt sao? Ta là nam nhân, sao ta có thể mệt được chứ? Đợi chút. Đây là thứ gì vậy? Bên trong là y phục. Sao vậy? Y phục? Nhiều y phục như vậy sao? Muội sợ lạnh, không được sao? Hình như có âm thanh gì đó. Cô có nghe thấy không? Sao còn có âm thanh vậy? Có sao? Cô nghe nhầm rồi. Không được. Hai người đang làm trò gì vậy? Mở ra cho ta xem. Xem cái gì? Liên quan gì tới cô? Đúng thế, họ làm gì thế? Ta cứ muốn mở ra xem đấy. Ai biết mấy người mang thứ gì bên trong thì sao? Nếu như là thứ gì không đàng hoàng tử tế thì ta bắt buộc phải báo cho thầy Tư Thạnh một tiếng. Mở ra cho ta. Muốn nhìn đúng không? Ta nói cho cô biết. Ta nói thật cho cô biết. Bên trong đây đều là nội y của ta. Muốn xem sao? Cho cô xem nhé. Cô cứ ở trước mặt mọi người cùng nhau xem nhé. Để mọi người xem một chút. Xem nữ công tử nhà văn nhân làm gì đối với y phục của nam nhân. Ngươi im miệng đi. Không xem à? Tránh ra. Đây... ta thật sự nghe thấy rồi. Huỳnh nói nhịn lâu như vậy không phải nhịn tới ngất rồi chứ? Muội sờ thử xem. Muội ngại lắm. Thu Trì, Huỳnh nói xem, không phải lúc nãy tỷ tỷ ta đã nghi ngờ rồi chứ? Nếu như bị tỷ ấy phát hiện thì phải làm sao đây? Kệ cô ta, cởi y phục ra đã. Tiểu đệ đệ, đệ tỉnh rồi à? Còn khó chịu không? Đệ không sao, cảm ơn tỷ tỷ. Đừng có giả vờ đáng thương, ta không mắc bẫy đâu. Thu Trì, đệ ấy khó chịu thật. Khó chịu thật. Ai biết được có phải là nó sợ ta truy cứu chuyện nó ăn trộm không? Tiểu đệ đệ, đệ đừng sợ. Nói với tỷ tỷ, đệ tên là gì? Đệ tên là Tiểu Chiến. Tiểu Chiến. Vậy đệ ngoan ngoãn ngủ một lát đi, có được không? Nhưng đệ đệ và muội muội của đệ yên tâm, tỷ tỷ đã sắp xếp ổn thỏa cho đệ rồi. Ngoan nhá. Nói cho muội biết, đừng có dính vào chuyện của nó. Muội nói xem, nếu như chuyện này bị phát hiện, chắc chắn Khang Thân Vương sẽ lợi dụng nó làm cái cớ. Vậy có thể làm sao? Nếu chúng ta không lo để ấy ốm nặng hơn thì phải làm thế nào? Bây giờ Khang Thân Vương đã phái nhiều quan binh như vậy đến truy soát dân tị nạn. Đại phu cũng không dám nhận đệ ấy, càng không thể để đệ ấy ở trong khách trạm được. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu như sau này để lại bệnh thì không dễ chữa đâu. Đâu đến mức như thế? Ai mà không từng trải qua như vậy chứ? Được rồi, huynh mau đi lấy thuốc và nước lại đây đi. Muội là một người tốt dởm, một chút phong cách của thổ phỉ cũng không có, sao có thể làm áp trại phu nhân chứ? Mau đi.
Lâm Nhân Tuyến, mở cửa ra. Đây, tỷ tới làm gì? Thầy Tư Thành, Lạc Thu Trì đang ở bên trong. Lạc Thu Trì và Văn Nhân Tuyến hai người họ đã làm loạn quy tắc trường học, làm chuyện trái đạo đức. Văn Nhân Thù, trước khi chuyện chưa được làm rõ thì không thể kết luận bừa bãi. Thầy Tuyên, mụi ấy không dám mở cửa, chắc chắn là trột dạ rồi. Đây đã là sự thật rõ ràng rồi. Đây, nào, cho tránh ra. Lạc Thu Trì, mở cửa đi. Ta là Tư Thành đây. Làm sao đây, bọn họ đều tới rồi. Ta ra ngoài trước. Không được, sẽ bị phát hiện đấy. Chuyện này chắc chắn phải giải thích. Không giải thích sẽ càng phiền. Nhưng gì chứ, nhất định phải giải thích. Không được, Thu Trì, không được. Sớm muộn cũng... Đây là sao? Thầy Tư Thành, Lạc Thu Trì, Văn Nhân Tuyến này sao lại ở trong phòng của trò? Con nói rõ với mọi người đi. Đúng thế, sao lại ở cùng một phòng vậy? Đã là lúc nào rồi mà còn không chịu nói thật? Đúng thế, ta tin tưởng hai trò. Nói thật đi. Mau nói đi. Chúng con... Các người là ai vậy? Đây... Con của hai đứa, con cũng lớn vậy rồi sao? Thầy Âu Dương, không có, không có. Mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chuyện là thế này, lúc chúng con phát hiện ra Tiểu Chiến, đệ ấy đã bị bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng điều kiện ở lều bạt bên ngoài thành thật là quá tệ. Hơn nữa hoàn toàn không có ai chăm sóc đệ ấy. Vì thế chúng con nghĩ sẽ mang đệ ấy về đây để chăm sóc một chút. Nếu đã như vậy, tại sao không nói cho mọi người biết? Bởi vì triều đình đã hạ lệnh không cho phép bất cứ một người dân tị nạn nào được vào đô thành. Nói là trên người họ không sạch sẽ. Tiểu Chiến chỉ là đệ ấy bị ốm thôi. Đệ ấy chỉ cần nghỉ dưỡng mấy ngày là khỏi. Ai cũng biết sau nạn dịch nhất định sẽ có số lượng lớn dân tị nạn. Nói không chừng nó sẽ ăn trộm đồ của mọi người cũng nên, để làm đầy cái bụng của mình. Rất có thể bệnh của nó cũng chỉ là giả vờ. Muội xem không liên lụy tới mọi người thì muội không chịu thôi đúng không? Ta đã nói rồi, đệ ấy thật sự bị bệnh. Ta đã hỏi đại phu rồi. Ai biết muội nói có phải thật hay không? Tỷ, được rồi. Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Ta biết hai trò làm như vậy đều là vì có lòng tốt. Nhưng Tư Thành ta là mệnh quan triều đình, ta cũng không thể không coi lệnh của triều đình ra gì. Số tiền này xem như là học viện chữa bệnh cho đứa trẻ đi. Nhưng thầy Tư Thành cầm lấy. Nào, tạ ơn thầy Tư Thành. Nhưng đứa trẻ này bắt buộc phải rời khỏi học viện. Nhớ kỹ, trước buổi chiều phải đưa đứa bé ra ngoài. Thầy Tư Thành, đi thôi. Thầy Âu Dương, thầy Âu Dương, con xin thầy đấy. Thầy Tư Thành đã lên tiếng rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Đi, đi thôi. Tỷ tỷ, không sao đâu. Tiểu Chiến vẫn nên đi thôi. Thu Trì, huynh nói xem phải làm sao đây. Thu Trì, thầy Tư Thành. Thu Trì, trò không cần nói gì hết. Chuyện này không nói thêm gì nữa. Không phải học trò tới để thương lượng với thầy. Trò tới là để nói với thầy, đứa bé này trò nhất định phải lo. Là Thu Trì, từ khi trò vào học viện tới nay, ban đầu là cùng với học trò của học viện phân tranh, sau này lại kết thù oán với quan viên văn võ trên thọ yến của Văn Nhân Công. Bây giờ còn muốn công khai chống lại cấm lệnh của triều đình ban sao? Thu Trì, trò phải thi khoa cử để làm quan, chứ trò cứ chống lại triều đình như vậy, đối với tương lai của trò rốt cuộc có ích gì chứ? Thầy Tư Thành, không phải học trò muốn đối địch với triều đình, mà là đối địch với bất công.
Mấy ngày nay thầy có ra cổng thành không? Có từng thấy cảnh tượng của dân tị nạn ở bên ngoài không? Bọn họ bây giờ đến giải quyết chuyện ăn no mặc ấm cũng đều là vấn đề. Còn chúng ta ở đây cười đùa, hưởng thụ, không lo, không nghĩ. Những chuyện trò nói không thể dựa vào sức lực của ta và trò là có thể giải quyết được. Vì thế mà phải khuất phục sao? Thầy Tư Thành, thầy có nhớ lời thầy từng nói với học trò không? Các trò thân là người đọc sách, muốn cứu đời, cứu dân thì phải thi cử làm quan theo những gì các trò học mà chăm lo cho dân. Trách nhiệm của chúng ta chính là phải bồi dưỡng các trò thành một vị quan tốt, có thể làm chủ cho dân, làm việc cho dân. Học trò cho rằng thầy là Tư Thành, thầy dạy chúng con là hy vọng chúng con trong tương lai có thể trở thành một vị quan tốt cứu đời cứu dân. Nhưng bây giờ thầy lại chỉ vì một cấm lệnh mà không màng đến sống chết của một đứa trẻ. Thầy bảo học trò phục thế nào được đây? Thầy ngày ngày đọc sách thánh hiền, miệng luôn nói tới đạo hành thiện. Vậy mà bây giờ người dân tị nạn cần thầy giúp đỡ ở chính trước mắt thầy, thầy lại giả vờ không thấy. Thầy bảo học trò phục sao được? Nếu thầy không muốn giúp thì học trò cũng không miễn cưỡng. Đứa bé này con sẽ tự mình lo liệu.